Chắc hẳn cũng đã không ít lần cộng đồng mạng chứng kiến những hình ảnh xúc động về tình cảm gia đình thiêng liêng. Đó là những câu chuyện mà bất cứ ai khi nghe kể đều cảm thấy cay sống mũi. Như câu chuyện của hai mẹ con dưới đây cũng vậy, người mẹ sẵn sàng vất vả để chữa bệnh cho con khiến ai cũng cảm động. Câu chuyện xúc động này của mẹ con chị T, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chồng chị mất cách đây 3 năm, cả hai mẹ con phải sống nương tựa vào nhau. Bản thân chị T cũng mang trong mình những căn bệnh, nhưng chị hiện chỉ nghĩ tới con. Hiện chị T cho biết một tháng chị kiếm được 2 triệu đồng, nhưng đều tích góp để đưa con trai đi tới khám. Vì chị hiểu đứa con trai với chị rất quan trọng, bệnh của mình chị không dám chữa vì không có tiền. Còn đối với con trai thì chị không dám bỏ. Con trai chị là S, cậu bé là niềm tự hào lớn nhất của chị. S luôn là một trong những học sinh đứng đầu trong lớp suốt 7 năm đi học. Cậu bé cũng rất thích chơi thể thao, đặc biệt là đá bóng. Nhưng vì tình hình sức khỏe nên cậu không thể chơi được. Cậu bé cũng là người rất thương mẹ, sợ mẹ vất vả nên mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng S lúc nào cũng dành thời gian giúp đỡ các công việc nhà nhiều nhất có thể. Trong căn nhà nhỏ ấy, có lẽ bàn học là nơi em chăm chút và trân trọng nhất, vì đây chính là nơi có thể bắt đầu ước mơ của em và mẹ. S luôn tự nhủ mình phải học thật tốt để sau này kiếm được nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ và bản thân. Dù gánh nặng đồng tiền luôn nề nặng trên vai, nhưng trong căn nhà nhỏ của hai mẹ con chị T vẫn luôn có niềm tin và tình yêu ngập tràn. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, ai chẳng muốn con mình được khỏe mạnh, được sống đầy đủ. Nhưng dù hoàn cảnh không cho phép, nhưng có một điều chắc chắn rằng hai mẹ con chị vẫn luôn hạnh phúc vì được ở bên nhau.